Mới đây, nữ ca sĩ Sana, thành viên nhóm Twice, thừa nhận cô mang nỗi sợ về ngoại hình và tìm mọi cách để giảm cân. Thậm chí, cô theo đuổi chế độ ăn kiêng cực đoan để có dáng vóc mỏng như tờ giấy. Làm khách trong chương trình Freak Interview, Sana nói, tôi thường ăn sữa chua và ngũ cốc. Khi còn là thực tập sinh, có những lúc vì áp lực tôi tăng cân. Và đó thực sự là nỗi sợ của tôi. Tôi quyết định giảm cân và chỉ dám ăn 8 quả cà chua bi mỗi ngày. Cô thừa nhận, sau khi ra mắt người hâm mộ, cô càng áp lực về việc duy trì dáng vóc mảnh mai. Cô thực hiện chế độ ăn kiêng cực đoan như trộn giấm đỏ với nước có ga. Tuy nhiên, sau này, Sana nhận ra việc giảm cân xốp và cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nên cô quyết định từ bỏ. Sana không phải là ngôi sao thần tượng duy nhất chịu áp lực phải có dáng vóc mảnh mai khi hoạt động trong làng giải trí xứ Kim Chi. Trong show truyền hình Hidden Singer, ca sĩ giấu mặt của kênh JTBC Hàn Quốc, nữ ca sĩ Hàn Quốc Ellie cũng bật khóc khi nhắc lại quãng thời gian phải nhịn ăn rất khắc nghiệt để giảm cân. Ở thời điểm đó, tôi chỉ nặng có 49kg, lúc nào cũng cảm thấy đói nhưng không được phép ăn gì đáng kể. Tôi đã rất buồn bởi thực tế rằng mình buộc phải giảm cân mới được hát và đứng trên sân khấu, Ellie nhớ lại. Ellie cũng tâm sự, cô đã không thể biểu diễn với khả năng lý tưởng nhất, bởi thể lực không cho phép vì cô giảm cân quá nhanh trong thời gian ngắn. Những ngày tháng ấy đối với cô là quãng thời gian buồn bã nhất. Ellie và Sana cùng những nghệ sĩ K-pop đều chịu áp lực về việc duy trì một vóc dáng mảnh mai lý tưởng. Thành viên Momo, Twice, cũng tiết lộ, khi còn là một thực tập sinh, đã có giai đoạn cô chỉ dám ăn đá viên để chiến đấu với những cơn thèm ăn, nhằm giảm cân cấp tốc trước sự kiện. Trong khi đó, thành viên Jihyo cùng nhóm Twice cũng bị áp lực duy trì vóc dáng khi công ty quản lý cho hay chỉ thực hiện chiến dịch quảng bá cho cô nếu cô giữ được mức cân nặng tối đa 45kg. Không chỉ trong ngành công nghiệp Hàn Quốc, tại Trung Quốc, nỗi ám ảnh về dáng vóc, mình hạc xương mai, cũng khiến nhiều ngôi sao lao vào công cuộc giảm cân bất chấp dù đối mặt với những cảnh báo nghiêm trọng về sức khỏe. Angelababy là một trong những ngôi sao của Trung Quốc theo đuổi quan điểm gầy mới đẹp. Dù đã qua một lần sinh nở, nữ diễn viên nổi tiếng không bao giờ để cơ thể phát tướng. Ngay sau khi sinh, cô đã lao vào phòng tập luyện nghiêm ngặt để lấy lại dáng vóc. Với chiều cao 1,68m và cân nặng chưa bao giờ vượt mức 43kg, Angelababy được cho là quá gầy. Nhiều người cho rằng, việc ép cân quá mức khiến Angelababy trông thiếu sức sống. Trịnh Sảng từng bị lạ ó vì cơ thể thiếu năng lượng. Khi mới gia nhập làng giải trí, nữ thần thanh xuân được yêu thích bởi dáng vóc tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tuy nhiên, sau khi gặp bất ổn về tâm lý, nữ diễn viên yêu em từ cái nhìn đầu tiên sụt cân nghiêm trọng khiến người hâm mộ lo lắng. Trước loạt chỉ trích, nữ diễn viên từng cho biết, cô không ăn uống được và quyết giảm cân vì muốn lên hình đẹp hơn. Việc ăn kiêng giảm cân khiến làn da của cô trở nên già nua so với bạn bè cùng lứa. Ngô Cẩn Ngôn, ngôi sao của dự án Diên Hy Công Lược cũng là nghệ sĩ bị ám ảnh bởi vẻ ngoài. Theo QQ, vì lịch trình quay phim dày đặc nên trong một thời gian, Ngô Cẩn Ngôn mất cảm giác ăn ngon và sút cân nhiều. Khi xuất hiện trước khán giả, cô để lộ vùng cổ gầy trơ xương, làn da xanh xao. Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba, hai ngôi sao được xem là chuẩn mực nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, cũng khiến fan lo lắng khi để lộ đôi chân gầy guộc, phần cổ toàn xương trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa. Theo họ, để có những hình ảnh hoàn hảo trên tạp chí, đạt đúng mong đợi của fan, họ không có lựa chọn nào khác là phải thật gầy gò. Trở nên béo là vô trách nhiệm với bản thân, vô trách nhiệm với nghề. Nghệ sĩ là người mang cái đẹp đến với khán giả, Dương Mịch từng tuyên bố. Diễn viên Trương Thiên Ái tiết lộ, các nhà sản xuất không thích diễn viên có vóc dáng đầy đặn vì ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, danh tiếng của tác phẩm. Do vậy, cô buộc phải giảm 10kg chỉ trong vòng 1 năm để đáp ứng yêu cầu của đạo diễn. Trương Thiên Ái chia sẻ, chúng tôi, những nghệ sĩ hoạt động trong làng giải trí Trung Quốc, phải kiểm tra cân nặng vào mỗi sáng và tối. Trọng lượng trung bình đối với nghệ sĩ là phải dưới mức cân nặng của người bình thường khoảng 10kg. Chỉ như vậy chúng tôi mới tránh được việc bị công chúng buông lời khó nghe. Những chuyên gia xã hội học từng chia sẻ trên tờ Korea Times, Hàn Quốc, rằng xã hội hiện nay bị ám ảnh thái quá với diện mạo, quá ưa chuộng sự mảnh dẻ. Những người thừa cân thường bị đánh giá tiêu cực, cho là có lối sống thụ động, lười biếng và không biết cách tự chăm sóc bản thân. Trong một khảo sát thực hiện năm 2017 bởi một công ty nghiên cứu thị trường tại Hàn Quốc, khảo sát tiến hành với 1.050 người có độ tuổi từ 13 đến 59. Kết quả cho thấy 8 phần 10 người trả lời rằng họ thấy mình cần giảm cân, chỉ 1 phần 10 người thấy thỏa mãn với cân nặng hiện tại. Gần 60% cho biết mục tiêu giảm cân của họ là để trông đẹp hơn, không phải để khỏe mạnh hơn. Gần 90% tin rằng chăm sóc ngoại hình là phần quan trọng trong tự phát triển bản thân.
Bà Lee Jong-im, chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Văn hóa Xã hội Hàn Quốc, cho rằng việc nhiều người bị ám ảnh bởi diện mạo bắt nguồn từ quan niệm cho rằng ngoại hình là yếu tố nắm giữ chìa khóa thành công, chứ không phải năng lực. Bà Lee Jong-im nói, quan niệm như vậy rất phổ biến trong đời sống xã hội và mạng xã hội hôm nay. Truyền thông cũng thường đưa ra hình ảnh những con người thành công cùng sở hữu một công thức chung về diện mạo. Những nữ thực tập sinh trong các công ty giải trí thường chịu áp lực lớn về cân nặng. Xu hướng âm nhạc hiện nay ngày càng đề cao phần nhìn, thậm chí hơn cả phần nghe, vì vậy, các ngôi sao ca nhạc phải chịu áp lực lớn về ngoại hình. Ngoại hình thậm chí còn quan trọng hơn cá tính âm nhạc hay năng lực giọng hát, bà Lee kết luận. Chuyên gia văn hóa Hoàng Jimmy cũng nhận định, xã hội hiện nay coi trọng sự hấp dẫn của diện mạo và vẻ trẻ trung bất chấp thời gian, rằng chúng ta luôn kỳ vọng phụ nữ phải duy trì được sắc vóc như thời con gái. Bà Hoàng nhận định, để phá vỡ những quan niệm định kiến về ngoại hình, phụ nữ với những vẻ ngoài đa dạng cần được xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông, thay vì tất cả đều phải tuân theo một chuẩn mực diện mạo chung. Bà Hoang nhấn mạnh rằng các chương trình đào tạo ca sĩ trẻ là nơi chứng kiến sự khắc nghiệt nhất của cuộc chiến ngoại hình. Các thực tập sinh tham gia vào những khóa đào tạo của các công ty giải trí luôn phải cạnh tranh nhau và cảm thấy lo lắng không ngừng khi có những ứng viên xinh đẹp, nổi bật hơn mình. Phong cách đào tạo như vậy có thể làm ảnh hưởng tới thế hệ trẻ, bởi khiến người trẻ nghĩ rằng để thành công, họ cần đặt mục tiêu hàng đầu vào tiêu chí ngoại hình. Huỳnh Hiểu Minh cũng từng lên tiếng về việc giảm cân gây sốc của nghệ sĩ tại Trung Quốc, nghệ sĩ bị xoay như trong chóng trước những chuẩn mực ngoại hình của xã hội. Tôi phải thay đổi ngoại hình để đóng phim, nhưng sau đó lại phải tiếp tục thay đổi ngoại hình vì khán giả. Gánh nặng hình thể đè nặng lên giới nghệ sĩ.